Tại Hà Nội, trong tổng số 72 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thủ đô thì có tới 10 ca được phát hiện tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín. Đây được xác định là ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm cao do F0 đi Đà Nẵng về nhưng không khai báo y tế và lại tiếp tục tiếp xúc trên diện rộng, và nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng tại huyện Thường Tín được đánh giá là rất cao. Bên cạnh đó, xử lý trách nhiệm của cá nhân làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Phóng viên Khiếu Hương sẽ thông tin chi tiết về nội dung này qua cuộc trò chuyện sau đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này thì Hà Nội đã có 72 ca dương tính với nCoV, và trong số đó thì không chỉ ở bệnh viện ca cũng như là bệnh viện nhiệt đới trung ương. Quan trọng hơn cả, muốn nhấn mạnh ở đây đó là chúng ta đã phát hiện 10 ca lây nhiễm tại cộng đồng tại huyện Thường Tín. Vậy đâu sẽ là những giải pháp để chúng ta có thể dập dịch tại đây? Ngay sau đây chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với lãnh đạo huyện Thường Tín để hiểu hơn về việc này. Vâng, rất cảm ơn ông đã dành thời gian trò chuyện với khán giả của VTC. Xin ông có thể cập nhật tình hình cho đến thời điểm này thì trên địa bàn huyện Thường Tín thì đã có 10 ca dương tính. Vậy các ông đã tiến hành những cái biện pháp để có thể phong tỏa, dập dịch kịp thời ra sao ạ? Ngay sau khi chúng tôi nhận được thông tin của CDC thành phố vào tối ngày 6 tháng 5 thì chúng tôi đã triển khai ngay toàn bộ cái hệ thống để mà thực hiện cái việc tổ chức đưa người đi cách ly. Đồng thời với đó là truy vết các cái trường hợp F1. Và ngay trong đêm mùng 6 thì chúng tôi đã đưa 2 trường hợp F0 và 40 trường hợp F1 đi về nơi cách ly tập trung. Sau đó thì tiến hành tiếp tục truy vết các cái trường hợp F1, F0 trong đêm ngày mùng 6 và ngày mùng 7. Cho đến tối ngày hôm qua, chúng tôi đã đưa được 326 trường hợp F1 về nơi tập trung, tập trung ở Tứ Hiệp, Thanh Trì. Đồng thời với đó thì trong ngày hôm qua thì đã phát hiện thêm 8 trường hợp là F0. Với cái tình hình này thì chúng tôi xác định đây là một ổ dịch khá phức tạp trên địa bàn của huyện, tập trung vào xã Tô Hiệu. Vị trí thì nằm ngay dọc cái tuyến quốc lộ 1 ở khu vực phố Tía của thôn Tử Dương. Cùng với đó là hai thôn có liên quan, đó là thôn Đông Duyên và thôn An Duyên, với dân số khoảng 6.000 dân. Chúng tôi đã kịp thời ban hành quyết định phong tỏa tạm thời để tuyên truyền cho người dân chấp hành thực hiện và lập các cái chốt để mà phong tỏa, thực hiện các biện pháp cách ly tạm thời, đồng thời với đó là tiến hành tổng lực truy vết trên địa bàn. Sau đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn để thực hiện các biện pháp và tập trung để làm sao mà dập dịch một cách sớm nhất. Dạ vâng, thưa Chủ tịch, tại cuộc họp sáng hôm nay thì trưởng ban chỉ đạo thành phố Hà Nội có nhấn mạnh về trường hợp F0 tại ở đây là đi Đà Nẵng về nhưng đã không trung thực trong việc khai báo y tế. Vậy chính quyền địa phương sẽ kết hợp với lại lực lượng chức năng để có thể lập hồ sơ xem xét trách nhiệm hành vi của cá nhân này ra sao thưa ông? Chúng tôi cũng xác định đây là một trường hợp có thể nói là không chấp hành đúng các cái quy định về khai báo y tế và không tự giác khai báo khi mình đi du lịch về địa bàn. Chúng tôi đã giao cho các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là công an huyện, tiến hành lập hồ sơ để xem xét sau này. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những thông tin của Chủ tịch ạ. Thưa quý vị, trường hợp bệnh nhân 2899 trú tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam hết thời gian cách ly tập trung trở về địa phương đã không thực hiện nghiêm các quy định cách ly tại nhà. Bệnh nhân vẫn tổ chức liên hoan ăn uống, di chuyển trong cộng đồng, làm lây lan dịch bệnh. Tại Hà Tĩnh, một sự việc tương tự cũng xảy ra, khiến cho việc kiểm soát dịch bệnh càng trở nên phức tạp. Bệnh nhân 2853 sau khi kết thúc điều trị và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đã không trở về địa phương để cách ly theo đúng quy định, mà còn di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng trong 3 ngày. Khi trở về xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, bệnh nhân đi lại rất nhiều địa điểm là nhà hàng, quán ăn, quán karaoke, quán cắt tóc. Đến khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân này đã khai báo không trung thực, gây khó khăn cho việc khoanh vùng dập dịch. Thả đấy thì giờ tiếp xúc F1, F2 thì tất nhiên chắc cũng có rồi. Nhưng mà giờ có khi giờ cũng nhiều ngày giờ nhớ lại nữa. Đúng là nó còn có những cái khó khăn trong quá trình truy vết, bởi vì cái phương án ban đầu từ cái lời khai ban đầu thì đã lập ra tức là đã có cái hệ thống những cái F1 và F2 tương ứng,
Tuy nhiên khi mà có cái thay đổi lời khai thì anh em trung tâm y tế của huyện phối hợp với CDC tỉnh cũng như trạm y tế của các xã phải tiến hành lần trở lại theo cái dấu vết mới, và từ đó thì mới cùng với phối hợp với các cái đơn vị địa phương mà nơi mà đối tượng có đi đến, do đó có thể lập lại cái hệ thống danh sách F1 cũng như các cái F2 và các đối tượng liên quan khác. Bệnh nhân 2583 trở về xã Tượng Sơn vào ngày 28 tháng 4. Người nhà có thông báo qua điện thoại với công an xã vào trưa ngày 29 tháng 4, nhưng đến 10 giờ ngày 30 tháng 4, bệnh nhân này mới lên khai báo y tế. Đáng nói là phải đến ngày 3 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Tượng Sơn mới ban hành quyết định cách ly 14 ngày tại nhà đối với bệnh nhân này. Sự chậm trễ của Ủy ban Nhân dân xã Tượng Sơn là điều kiện để bệnh nhân 2583 di chuyển đến nhiều địa điểm, gặp gỡ nhiều người trong các ngày 29 tháng 4, mùng 1 và mùng 2 tháng 5. 10 giờ ngày 30 chúng tôi đã có một cuộc làm việc và chị đã trình báo khai báo y tế. Nhưng mà chị đi đâu thì thực ra mà nói là địa phương chúng tôi thì anh em trạm y tế và lực lượng là kiểm soát là chúng tôi có cái cam kết thôi. Chứ còn để vấn đề mà chúng tôi bám sát Nguyễn Thị Hiền hàng ngày để mà theo dõi ở trực tiếp của đó thì một điều là coi như là chúng tôi cũng là có cái cam kết thôi. Cách ly tại nhà thì như tôi đã nói là thuộc ban chỉ đạo cấp xã. Vì vậy mà đặc biệt là ban chỉ đạo cấp xã và các thành viên của cấp xã phường cũng như là ở tuyến cơ sở thì là những người gần dân nhất, đặc biệt là các lực lượng như là công an rồi là các lực lượng khác chức năng ở trong cấp phường xã, thì cũng chúng tôi cũng đề nghị là phát huy cái vai trò tăng cường cái giám sát quản lý đối tượng đang được cách ly tại nhà. Trước diễn biến mới, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã nâng cấp độ thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch nhằm khống chế, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.